Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình buổi sáng nay mình đi rất là may mắn, mình tìm được bốn cháu trào màu, toàn hàng già, toàn hàng anh em người ta nuôi ba bốn vụ luôn, hai ba đến bốn vụ luôn cũng có, nói chung hàng mình bao chất lượng luôn, toàn hàng chất lượng luôn. Đợi cho tắm rửa nha, xong rồi 1-2 hôm nữa là mình sẽ có clip cho anh em xem. Đấy. Nó nắng mà thời tiết miền Bắc nó đang nắng, nắng gắt luôn. Con này chim rất là nuôi rất là lâu rồi. Mình tiếc là mình bán con mồi rồi nên là không có chim để kè anh em ấy. Nên chứ không mình kè ở trong nhà nó ngay, nhưng mà tại vì mình bán con mồi đi rồi. Đây con này là con mình kế vào chân con mồi đây, cái lồng con mồi đây. Vừa về mới thả đây, mình đút trong hộp rồi. Mình vừa thả tí cho mình tắm luôn. Tí mình sẽ cho tắm xong mình sẽ có mai, sáng mai mình sẽ cho clip từng con nhé. Anh em cùng đợi nhé.